Mở đầu phim xuất hiện một người phụ nữ phóng mô tô như bay tới dừng lại trước cửa một tòa nhà. Cô ấy đánh ngất hai tên bảo vệ rồi đi thẳng vào trong lục lọi tìm kiếm, lấy được đồ rồi muốn rời đi thì bị bảo vệ phát hiện, hắn ta ép sát cô, nhanh chóng kéo khóa áo lấy ra xấp giấy. Người đẹp, cô có dáng người rất đẹp, nhưng tôi là đã già còn là bảo vệ của công ty này, cô nghĩ tôi sẽ có hứng thú với cô sao? Cô tức giận nhân lúc hắn không để ý rút dao đánh lén nhưng không thành công. Tiểu đại tông sư bắt đầu chế tạo những thứ lén lút này từ khi nào, thứ cô trộm được chính là thứ tài liệu vô giá trị này. Một lát sau tại văn phòng. Rốt cuộc anh là ai? Cô hỏi tôi sao? Tôi chính là bảo vệ của công ty này. Tôi không quan tâm cô tin hay không, tôi cũng không ngại giữ cô ở đây. Tên tôi là Lâm Y Nhiên, tôi không chỉ là tiểu thư Lâm gia mà còn là chủ tịch phòng thương mại Vân Thành. Và tôi muốn nói với anh rằng tôi đến đây để làm sếp của anh và cũng là vợ của anh. Anh lùi ghế ra xa. Nếu là như thế thì cô có thể đã chạy vô ích. Vợ tôi chính là chủ tịch của tập đoàn này. Hóa ra anh là một cậu bé khá kiêu ngạo với đôi bàn tay sạch sẽ. Trong thâm tâm tôi biết là được, tôi vẫn phải làm ca đêm. Cô Lâm, cô cứ tự nhiên nhé. Cô ta đi chưa lâu đã có người chạy vào quay video làm chứng anh trộm đồ. Nếu anh trộm đồ thì đừng viện cớ nữa, tôi đang quay phim bằng điện thoại. Cô nghĩ tôi có cần thiết phải trộm thứ này không? Tôi không nói về nó, tôi đang nói về hồ sơ trong két. Kế hoạch phát hành sản phẩm mới của công ty đã biến mất, đây là vấn đề chính của công ty vào lúc này. Cá nhân tôi đã cất nó vào két sắt tối qua. Cô nói dối, tôi nói dối, chỗ đựng thông tin bị lật tung như này ngoại trừ việc anh làm thì còn ai làm, một nữ trộm. Hai người có nhìn thấy người phụ nữ nào khi đợi bên ngoài không? Tôi chưa từng thấy nữ đạo tặc nào trước đây, chính anh ta đã làm. Tô Diễn đánh chúng tôi bất tỉnh. Ồ, vâng, đó là hắn ta. Tô Diễn, hiện tại anh có gì giải thích? Anh đã bị đuổi khỏi công ty, anh phải ký vào hợp đồng này, sau này sẽ không được phép xuất hiện ở công ty nữa. Hạ Ngọc Thanh, cô ấy muốn ly hôn với tôi. Nếu hôm nay anh không ký cho tôi sẽ gọi cảnh sát ngay bây giờ. Gọi cảnh sát đi. Đi xem camera giám sát là biết. Các người đang ngơ ngác làm gì vậy? Nhanh chóng cởi quần áo của anh ta và ném ra ngoài. Hai tên đó cầm gậy đi tới, anh đứng phác dậy. Ai dám? Bọn chúng hơi rén anh lùi lại. Quay lại và nói với cô ấy rằng muốn ly hôn hãy tự mình đến nói với tôi. Anh cởi bỏ nón bảo vệ, xoay người rời đi. Hôm sau Tô Diễn đến văn phòng Hạ Ngọc Thanh. Tôi không ăn cắp bất kỳ bí mật nào của công ty. Đừng giải thích với tôi, chúng ta là vợ chồng được 3 năm, 3 năm anh không tin, anh có một chút tham vọng. Anh có biết tôi đã trả bao nhiêu cho công ty này và gia đình này không? Nhưng còn anh thì sao? Em dựa vào đâu mà cho rằng tôi không có tinh thần trách nhiệm? Đủ rồi, Hạ Ngọc Thanh gỡ chiếc vòng trên tay. Đây là chiếc vòng mẹ anh để lại cho anh. Còn có tấm thẻ này, trong đó có 1 triệu, cầm hết đi. Tô Diễn bất lực, đặt bút ký lên giấy ly hôn, hôn nhân này coi như xong. Chiếc vòng này là kỹ vật của mẹ tôi, chúng ta ly hôn nên tôi phải lấy lại. Tô Diễn dứt khoát xoay người rời đi. Một lát sau, Tô Diễn đi xuống gặp hai mẹ con Hạ gia đợi sẵn gây chuyện với anh. Hạ Thời giật lấy chiếc vòng trên tay anh. Trả lại cho tôi, đó là kỷ vật của mẹ tôi. Hắn ta né tránh tay anh, nhất quyết không trả. Bà ta muốn đánh anh nhưng bị giữ lại, anh thả ra cho bà ta bạt tai. Hạ Thời tức giận thả rơi chiếc vòng của anh khiến nó vỡ tan. Tô Diễn tức giận lao tới đấm hắn ta tới tấp. Dừng tay. Họ đã làm gãy vòng tay của tôi, họ đã phá vỡ nó. Làm sao họ có thể tiếp tục gây rắc rối? Đủ rồi, tôi không muốn gặp lại anh. Hãy ra khỏi đây. Tô Diễn thất vọng bỏ đi theo ý cô. Cảnh tiếp theo, một chiếc xe hơi lao tới muốn đụng chết anh, Tô Diễn giơ chân chặn lại. Bọn họ tức giận xuống xe gây chuyện. Mẹ kiếp, ngươi không có mắt hả? Hắn là người họ Lưu, gia tộc đầu tiên trong tỉnh. Không sai, tin hay không thì tôi muốn một chân của anh. Anh thi triển võ công bẻ gãy chân hắn ta. Phế hắn cho ta. Tên kia cầm gậy đánh tới, Tô Diễn đấm, đá dẹp gọn bọn chúng. Nhanh gọi cho chú hai của tôi muốn ông ấy đánh chết hắn. Chú ơi, có người đánh Lưu Hạo. Tô Diễn ra hiệu cho cô ta đưa anh, cô ấy nghe lời đưa điện thoại tới. Lưu Văn Bân, nếu trong vòng 3 phút không thấy được ngươi trên đường Lâm Châu, nhà họ Lưu không cần tồn tại. Một lát sau, một đám người đi tới, Lưu Văn Bân xuất hiện. Chú hai chính hắn ta đánh tôi. Lưu Văn Bân cầm gậy lên tức giận nện một gậy vào chân hắn ta. Suốt ngày gây chuyện, đụng phải người không nên đụng đúng là đáng chết. Ông ta quay lại hành lễ với Tô Diễn. Một đoàn xe khác tới, Một đám binh lính xuất hiện, bọn họ đi tới sau lưng Tô Diễn. Thuộc hạ Bạch Hổ, thuộc hạ Bạch Chiến, thuộc hạ Huyền Vũ, thuộc hạ Huyền Thiên. Tất cả bọn họ đều quỳ xuống thỉnh an anh. Đứng lên đi. Tô Diễn đi qua bọn họ đến một chiếc xe mở cửa bước lên, để hắn ta lại cho Lưu Văn Bân dạy dỗ. Ngươi đúng là không có ai quản, lôi hắn ta về Lưu gia. Cảnh tiếp theo tại lễ cưới của Hạ Ngọc Thanh và Vương Thiên. Anh dẫn theo Bạch Hổ đi tới. Tại sao phế vật đó lại đến đây? Hôm nay là ngày trọng đại của Hạ gia ta, thứ phế vật đó đang làm gì ở đây vậy? Cút đi, mày còn mang cả gái theo à? Đúng là tự tìm đường chết. Bạch Hổ tức giận đánh bà ta. Tôi có thể làm chứng, từ khi kẻ thua cuộc này lấy vợ, ở nhà họ Hạ ăn uống thoải mái. Cô Hạ của chúng ta đã tốt bụng cho anh ta một vị trí an ninh để hỗ trợ anh ta, nhưng thay vì cảm ơn, anh ta còn đánh cắp thông tin của công ty, bây giờ anh ta lại dám đến dự đám cưới của cô Hạ để gây rắc rối. Tôi có cái này cho cô xem. Trình chiếu lên đi. Bạch Hổ nhận lệnh đi, trên màn hình chiếu cảnh cô ta và Vương Thiên lén phén với nhau. Vương Thiên, cút, đây căn bản là giả, người trong đó không phải tôi. Kẻ vô dụng này chính là có động cơ thầm kín, muốn chọc giận đại nhân đứng sau nên kéo chúng tôi theo. Bọn họ xì xào bàn tán, nếu có đại nhân nào trách móc hắn sẽ ảnh hưởng mọi người, chúng ta sẽ tới đánh hắn rồi ném hắn ra ngoài để tỏ lòng kính trọng với họ. Hạ Ngọc Thanh tức giận tát anh, ngươi sẵn sàng liều chết để quấy rầy đám cưới của ta phải không? Khi nào anh trở nên có đạo đức như thế này? Cô muốn lấy hắn ta đúng không? Cô không phải muốn tôi làm nhân chứng cho cô sao? Như ý cô muốn, cuộc hôn nhân này của hai gia tộc, Vương gia đã dùng hết mọi quan hệ để mời Long điện chủ tới làm người chứng kiến, và Long điện chủ không ai khác chính là anh. Anh một đường đi thẳng lên ghế chủ vị. Tô Diễn, trước kia ngươi không như vậy. Trước đây ta đương nhiên cũng không như vậy, nhưng ta có được ngày hôm nay đều là do ngươi Ngọc Thanh. Nếu kẻ thua cuộc này muốn chết, đừng lãng phí thời gian nói nhảm với hắn. Chặt bỏ tay chân tên phế vật này, đuổi chúng ra khỏi Lâm Thành. Đám người này hùa theo ủng hộ hắn ta làm thế. Tô Diễn đứng dậy. Nếu các người chán sống như vậy, ta sẽ đuổi tất cả người có mặt ra khỏi Lâm Thành. Lúc này, Lưu Văn Bân xuất hiện. Ai sẽ bị đuổi ra khỏi Lâm Thành? Vương Thiên thấy ông ấy lập tức chạy tới chào hỏi. Lưu Văn Bân nổi nóng cho hắn bạt tay. Ngươi lấy danh nghĩa ta chọc người không nên chọc muốn giết chết ta à? Ông ta đi tới hành lễ với Tô Diễn. Lưu Văn Bân, nhà họ Lưu ngươi ở Lâm Thành, có khỏe không? Họ muốn chặt chân tay tôi và đuổi tôi ra khỏi Lâm Thành. Ông ta nghe vậy hốt hoảng chưa kịp lên tiếng, Vương Thiên đã nhanh mồm nhanh miệng. Chú Lưu, chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ông ta tức giận trọ hắn bạt tai. Ngươi đụng phải ông Tô, sao còn dám hỏi tôi chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn ta chỉ là phế vật bị Hạ gia đá ra ngoài, chú có nhầm lẫn hay không? Mấy người hãy nghe kỹ. Ông Tô là ông lớn sau lưng tôi. Người chứng hôn của các người, cô ta bấu chặt váy không thể tin được. Hạ Ngọc Thanh, tôi đã nói không phải tôi muốn đến dự đám cưới của cô, mà là cô muốn, huống chi là tôi muốn quấy rầy anh. Không thể nào, cô ta chứng minh hắn ăn cắp sao có thể được ông Lưu ưa thích. Chuyện này như nào, nếu dám nói dối thì sẽ không thoát ra được. Cô ta hoảng sợ quỳ xuống khai ra sự thật. Đó không phải việc của tôi không cất thông tin của mình vào két sắt mà đưa trực tiếp cho Vương Thiên. Hắn ta bị tố cáo tức giận đánh người. Chú Lưu đừng nghe cô gờ ta và hai người kia nói nhảm. Người đâu? Tôi kéo người phụ nữ đó ra ngoài giao cho cục chấp pháp. Cô ta la hét kêu hắn ta cứu nhưng vô ích, bị bọn họ lôi ra ngoài. Các người đúng là ếch ngồi đáy giếng. Ông Tô, đám người này nên xử lý như thế nào? Ông thấy đấy, hắn chỉ muốn chặt tứ chi của tôi và đuổi tôi ra khỏi Lăng Thành. Ông cứ trả lại những thứ này cho họ. Dược, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ông. Tôi mời anh Tô đến chứng kiến hôn lễ của ngươi, nhưng anh ấy lại bị đám chó ăn thịt các người bắt nạt. Hôm nay ta sẽ tiêu diệt các ngươi trước rồi tính tới gia tộc phía sau. Vương Thiên hoảng sợ. Lúc này ông Vương xuất hiện tức giận cạn lời với hắn. Ông ta quỳ xuống xin ông Lưu tha. Nhà họ Lưu, nhà họ Vương của chúng ta đã ở bên nhau những năm nay rồi. Mặc dù hắn ta làm gì sai trái đi nữa thì Vương gia có mỗi thằng con này, xin ông niệm tình tha cho nó đường sống. Vương gia chủ, con trai bà hết lần này đến lần khác phạm lỗi với ông Tô, thậm chí còn muốn giết chết ông ấy. Ông nghĩ con trai mình còn cơ hội sống sót sao? Ông Vương tức giận run người. Ta đánh chết ngươi đứa nghịch tử này. Lưu gia chủ, ông vừa nói Vương gia giúp tôi những năm này đều là vì Tô Diễn. Không sai, cô hẳn là biết Trương gia, hắn một mực làm việc cho Lưu gia. Có một cuộc khủng hoảng trong công ty của cô 3 năm trước. Nếu ông Tô không lén lút đưa ra lợi ích thì làm sao nhà họ Vương lại chọn công ty của cô? Hạ Ngọc Thanh, cô nghĩ rằng mình có năng lực sao trong 3 năm qua? Không chỉ nhà họ Vương mà một số đối tác khác của cô cũng có thể bỏ toàn bộ tài sản để hợp tác với cô vì ông Tô đã lén lút cho họ lợi ích từ đó trong vài năm qua. Tô Diễn, nhìn bọn họ như thế anh vui không, hài lòng không? Cô thà tin lời nói của những kẻ cặn bã này còn hơn tin tôi, chính cô đã liên lạc với tôi để đòi ly hôn, thay vào đó, người sai là tôi phải không? Nếu không muốn toàn bộ nhà họ Vương liên lụy thì đừng cầu xin cho con trai mình nữa. Bố ơi đừng mà. Đều là lỗi của tôi mà từ nhỏ đã không kỷ luật con, đó là lý do tại sao nó lại phát triển thành cái thể loại này nên nó mới bị trừng phạt nặng nề. Vương Thiên bỏ ra cầu xin anh Tô xin hãy tha cho tôi, cứ coi những gì tôi nói là đánh giám đi. Vương Thiên nếu tôi không có địa vị này, hôm nay anh có cầu xin tôi thương xót không? Thuộc hạ đi lên lôi Chu Thiên xuống, ông Vương bất lực nghe hắn la hét. Sau này Vương gia nếu còn dám bắt nạt người khác, ta sẽ không bao giờ tha cho người. Cảm ơn ông Tô, cảm ơn ông Tô, lão tử sẽ làm theo lời ngài dạy. Tôi là một người rất công bằng, vừa rồi bọn họ muốn làm gì với tôi, bây giờ anh sẽ làm với bọn họ. Lưu gia chủ, mặc dù anh là người đứng đầu gia tộc lớn nhất Lâm Thành, nhà họ Ngô và nhà họ Vạn cùng nhau anh cũng khó có thể cản được. Ngươi đừng quên ta là người của Long Điện. Với hàng triệu binh lính bảo vệ hàng chục triệu vùng đất, thủ lĩnh của lực lượng mạnh nhất thế giới chính là Long Điện chủ. Thân phận người đứng đầu Lưu gia của ta không thể bẫy được ngươi, nhưng thân phận người bảo vệ Lâm Thành cũng không thể bẫy được ngươi sao? Nhìn toàn bộ thế giới, Long Điện này chính là tồn tại đỉnh cao. Đừng có mạnh miệng nữa, anh ta chỉ là con rể thay thế hoặc là con rể giận dữ bị trục xuất khỏi nhà họ Hạ, dựa dẫm vào gia chủ nhà họ Lưu. Ta nói cho ngươi biết, hãy quỳ xuống và xin lỗi chúng tôi ngay lập tức. Bọn chúng cũng hùa theo bắt anh xin lỗi. Lúc này một đoàn người đem lễ vật tiến vào, tất cả đều là đồ có giá trị liên thành. Đây là nữ hoàng kinh doanh thực sự Lâm Y Nhiên, con gái lớn của nhà họ Lâm. Vừa rồi là ai mắng chồng sắp cưới của tôi? Ai nói sẽ trói anh ấy lại? Cô Lâm hôn phu của cô không phải là người nhà họ Lý sao? Hỗn xược, Lâm tiểu thư có còn cần phải giải thích với anh về vị hôn phu của cô ấy hay không? Linh Nhi dạy cho họ một bài học để cho tất cả tập đoàn nhà họ phá sản. Vâng thưa tiểu thư. Linh Nhi rời đi làm việc. Ít phút sau cô ấy quay lại. Tiểu thư, mọi việc đã xong. Hắn ta nhận được điện thoại. Tại sao mày lại xúc phạm nhà họ Lâm? Toàn bộ tài sản mà Vạn gia chúng ta có được đều đã bị đóng băng. Khoản nợ hơn 1 tỷ đồng cũng bị hối trả. Vạn gia tiêu rồi. Các gia tộc kia cũng nhận được tin báo tương tự Vạn gia. Bọn họ quỳ xuống khóc lóc cầu xin Lâm Y Nhiên tha thứ. Các người chỉ là con chó dưới chân ta. Chó cắn chủ có nên trừng phạt không? Bọn họ chuyển hướng sang cầu xin Tô Diễn. Anh ngó lơ sự van xin của bọn họ. Được rồi, lôi xuống hết đi. Đám thuộc hạ chạy vào lôi bọn họ ra ngoài. Cô đã hiểu lầm, tôi không phải là vị hôn phu mà cô nói. Trước đó không phải bây giờ thì phải. Lý do anh từ chối tôi lần trước là vì anh có một vợ. Bây giờ anh đã ly hôn. Tô Diễn, hóa ra hai người quen nhau đã lâu, cho nên tối nay cô ấy chính là chỗ dựa lớn nhất của bạn phải không? Tôi đã nói với anh từ lâu rồi. Cuối cùng anh vẫn đứng sau một người phụ nữ, khi nào anh mới có thể tự mình lập nghiệp. Quả nhiên trong lòng cô, tôi là kẻ thua cuộc. Tôi ngây thơ tưởng rằng anh nhờ Lưu gia chủ giúp đỡ, tưởng tôi đã trách lầm anh, không ngờ anh vẫn đứng sau lưng nữ nhân như thường lệ. Chắc chắn là cô không bao giờ thực sự hiểu được. Chẳng phải anh chỉ muốn tôi hối hận vì đã ly hôn với anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không hối hận chút nào. Vương Thiên ép tôi cưới hắn nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đã ly hôn với anh. Cho nên anh làm tôi quá thất vọng rồi. Hạ Ngọc Thanh tự cho mình là đúng, nói xong tự thất vọng xách váy rời đi. Tô Diễn, lần này ta đã giúp ngươi một việc lớn như vậy, ngươi muốn cảm ơn ta thế nào đây? Nhưng ta không thích cảm giác bị lợi dụng, hơn nữa ta cũng không muốn nhúng tay vào chuyện của Lâm gia và Lý gia. Sao ngươi lại biết, ngươi là ai? Tô Diễn không muốn giải thích với cô ta, dẫn theo Bạch Hổ rời đi, kêu cô ta tự đem đống lễ vật này về. Cảnh tiếp theo, Lý Thượng dẫn bọn họ tới một nơi. Cuộc họp đầu tư tối nay, nhà họ Lý của tôi nhất định phải hợp tác với tập đoàn Long Thành. Tôi sợ sẽ tăng vọt lên bầu trời. Tô Diễn, tại sao ngươi lại ở đây? Cuộc họp đấu thầu của công ty tôi, tại sao tôi không thể tham gia? Đúng rồi, Hạ Ngọc Thanh, tôi khuyên tránh xa tên Lý Thượng. Nhà họ Hạ được Lý Thượng đánh giá cao đó là phút của chúng tôi. Sao vậy? Ngươi ghen tị rồi sao? Tô Diễn, tôi nên nói gì với anh đây? Anh có thể ra vẻ đàn ông được không? Trước đây dựa vào chị gái tôi, bây giờ lại dựa vào cô Lâm. Lâm Y Nhiên đi tới cho hắn ta bạt tay. Bọn họ đều kinh ngạc với hành động của cô. Cô ấy đi tới bên cạnh anh. Làm sao một con chó dám nói chuyện với chồng sắp cưới của tôi như vậy? Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Ý cô là gì? Anh mang theo một con chó, nhưng tôi đang bảo vệ vị hôn phu của mình. Con chó này bắt đầu cười nhạo người khác. Tôi có nên dạy nó một bài học không? Lâm Y Nhiên, đừng quên tôi là hôn phu của cô. Cô như vậy khiêu khích tôi, không sợ chết sao? Tôi không dám gả cho ngươi, tôi sợ bệnh, anh có đức hạnh gì? Tôi nghĩ mọi người ở Lâm Thành đều biết rõ điều này. Chỉ tên phế vật này mà muốn đấu với tôi, đúng là không biết sống chết. Để tôi cho anh xem, cô ta làm thế nào bò lên giường của tôi. Tô Diễn tính nóng như kem trực tiếp đánh hắn. Hắn ta bị đau kêu la hét lùi lại. À, ngươi dám đánh ta, người đâu tới đây đánh chết con chó này, sau đó đem hắn ra ngoài. Đám người xông lên, Lâm Y Nhiên đứng ra cản lại. Ta xem ai dám. Lâm tiểu thư, đây có phải là thái độ của nhà họ Lâm không? Hả? Tôi muốn để con trai tôi cưới cô, nhưng giờ cô lại bên vực cho tên phế vật này để hắn đánh con tôi. Chẳng lẽ nhà họ Lâm không coi trọng nhà họ Lý của tôi? Lý gia chủ, xin đừng hiểu lầm tôi. Hiểu lầm sao? Hôm nay là một ngày tuyệt vời để nhà họ Lý của tôi ký hợp đồng với tập đoàn Long Thành. Tôi không muốn gây rắc rối, nhưng tôi sẽ cho các người nói một lời giải thích về sự việc này. Y Nhiên nhanh chóng yêu cầu tên phết vật này quỳ lạy ông Lý. Bà nội, anh ấy không phải phế vật, anh ấy là vị hôn phu của tôi. Hỗn xược, đây không phải là chuyện của ngươi, ngươi lập tức trở thành vợ của Lý gia. Ngươi còn dám làm ra vẻ đê tiện như vậy, ngươi có còn coi trọng bà nội ta sao? Anh ấy nói sẽ giúp tôi có được vị trí hợp tác với tập đoàn Long Thành. Tôi tin anh ấy, ngươi nói gì đó, ngay cả lời của tên phế vật này mà cũng tin. Dám để Lâm gia bị sỉ nhục như vậy. Người đâu kéo tên phế vật này ra ngoài và đánh chết hắn ta. Tôi nói nếu muốn chạm vào anh ấy thì sẽ phải hỏi tôi trước. Lâm Y Nhiên, nếu ngươi không tránh ra, ngươi sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Lâm. Lâm Y Nhiên, cô phải suy nghĩ thật kỹ. Tại sao ngươi lại nói chuyện với bà nội như vậy? Lâm gia đã nuôi dạy bạn hơn 20 năm và đây là cách bạn báo đáp Lâm gia chúng tôi. Im đi. Nghe hay đấy, Lâm gia chỉ muốn hy sinh một cô gái để đổi lấy sự thịnh vượng ngắn hạn của nhà họ Lâm. Khi nào đến lượt ngươi nói chuyện của nhà họ Lâm chúng ta, kẻ phế vật này? Bà ta tức giận cầm cây muốn đánh cô, nhưng anh bắt được giật lấy quăng đi. Khi núi tuyết sụp đổ, không một bông tuyết nào là vô tội. Bây giờ ngươi là nhà họ Lâm, có thể âm thầm kiếm tiền, nhà họ Lý có thể nhắm mắt làm ngơ, đợi đến khi tài sản này trở thành nhà họ Lý, ngươi ăn cứt cũng không được. Hỗn xược, ngươi chỉ là một kẻ phế vật bị đuổi ra khỏi nhà họ Hạ mà thôi. Ngươi biết đấy, giờ đây nhà họ Lâm như đèn dầu đã cạn, chúng tôi có thể đưa Lý gia vào danh sách hợp tác của tập đoàn Long Thành ngay lập tức. Tập đoàn Long Thành, nếu tôi nói đối tác của tập đoàn Long Thành tối nay không phải là nhà họ Lý của ngươi mà là nhà họ Lâm thì sao? Hắn ta chỉ là kẻ khoe khoang, ngươi còn ở đó làm gì? Hãy lôi tên phế vật này ra ngoài. Lúc này, người của tập đoàn Long Thành xuất hiện. Bọn họ đều đứng dậy chào hỏi ông ta. Làm gì mà ồn ào thế? Giám đốc Mã, sao anh lại ở đây? Anh Bài. Lý Thượng, tôi là người chủ trì, sao tôi có thể không được phép ở đây? Không dám. Giám đốc Mã chính là hắn. Ngươi nói ngươi là Long Điện chủ, ngươi nói không sai. Hỗn xược, một kẻ phế vật như ngươi, sao có thể có dũng khí giả làm Long Điện chủ? Ngươi chưa từng gặp qua Long Điện chủ nhân, ngươi sao biết được ta không phải? Long Điện chủ nhân đứng trên đỉnh cao tồn tại. 3 năm trước, hắn một tay tiêu diệt quốc gia 10 cao thủ hàng đầu, từ đó ẩn náu ở Đại Hạ. Nếu chủ nhân của Long Điện xuất hiện lần nữa, chắc chắn sẽ gây ra một chấn động lớn trên toàn thế giới. Vậy làm sao tôi có thể không biết ông là ai? Ông ấy là người đứng đầu phụ trách hiệp hội đầu tư ngày nay, anh ấy có thể đối mặt với Bạch Hổ, một trong 4 cận vệ đắc lực của Long Điện, cũng là giám đốc bộ phận tiếp thị của tập đoàn Long Thành. Cậu trai trẻ, khoe khoang cũng được nhưng đừng khoe khoang quá nhiều. Tôi nghĩ tên phế vật này nghiện khoe khoang. Hắn ta mạo danh Long Điện chủ còn nói rằng hắn có thể khiến người phụ nữ của tôi biến mất chỉ bằng một lời nói. Tất cả mọi người đều rõ ràng về sức mạnh và khả năng của Lý gia. Không ai có thể nhận được hợp đồng này ngày hôm nay. Nếu tôi nhớ không lầm thì dự án mà tập đoàn Long Thành đang đấu thầu là một dự án phát triển bất động sản. Nhà họ Lý tuy mạnh hơn nhưng lại kém xa nhà Lâm về các dự án phát triển bất động sản. Dự án này lẽ ra phải thuộc về nhà Lâm. Ngươi dám nhận hối lộ của Lý gia động tay động chân phía sau. Đúng là to gan. Ông ta không ngờ anh lại biết rõ như vậy. Ngươi vu oan cho ta, ngươi đừng có nói nhảm. Ngươi nghĩ nếu Bạch Chiến phát hiện chuyện này, chúng ta hai người ai sẽ chết? Người đâu, tới lôi tên phế vật này xuống. Hạ Ngọc Thanh hoảng hốt cầu xin ông ta. Giám đốc Lý, anh ấy nói bậy vì tôi đã ly hôn với anh ấy và anh ấy oán hận muốn chứng tỏ bản thân. Đứng lên, cho dù là vợ cũ của Tô Diễn ta thì cũng sẽ không quỳ gối trước bất cứ ai. Tô Diễn lấy điện thoại ra, bấm số gọi rồi kéo Hạ Ngọc Thanh đứng dậy. Bạch Chiến đúng không? Ta cho ngươi 5 phút. Hãy đến ngay địa điểm diễn ra hội nghị đầu tư. Một lát sau, hắn ta vội vã xuất hiện. Tất cả đều quỳ xuống hành lễ trừ anh. Đều đứng lên đi. Tại sao ngài lại đích thân đến? Chẳng phải có hợp đồng 100 tỷ đang chờ ngài ký sao? Tôi muốn đến còn phải hỏi ý ông sao? Không dám, không dám. Thưa ngài Bạch, tôi là gia chủ của Lý Gia, rất hân hạnh được gặp ngài. Lý Gia các người đều đáng chết. Ông Bạch, ông đang nói tôi sao? Không sai. Ông Bạch, mọi người đều biết có kẻ cả gan mạo danh Long Điện chủ với tư cách là chủ nhà họ Lý. Tôi thấy nên tiêu diệt hắn ta càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Lâm Y Nhiên cháu gái của nhà họ Lâm đang bằng mọi cách cản trở cấp dưới của tôi. Bạch gia chủ, không phải vậy đâu. Bà ta tức giận đi tới tát Hạ Ngọc Thanh. Im đi, cô muốn chọc tức tôi, cô muốn giết chúng tôi. Mã Gia Trương, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Thiếu nói không sai, hôm nay ta tới đây là muốn cùng Lý Gia bàn việc hợp tác, nhưng sau khi tới, tên này lại không biết trời cao đất dày, nhưng cuối cùng lại nói rằng anh ta là Long Điện chủ. Long Điện chủ là người mạnh nhất thế giới, đồng thời là người mà tôi kính trọng và sợ hãi nhất. Hôm nay muốn xem ai lại bạo dạn đến mức giả làm Long Điện chủ. Tô Diễn nhăn mày xoay người lại, Bạch Chiến thấy anh vô cùng kinh ngạc. Ông ta lập tức đổi giọng. Long chủ điện, cho dù hôm nay ông ấy có mặt ở đây, tôi nghĩ ông ấy sẽ không bất công mà sẽ để hai công ty cạnh tranh công bằng. Thật là một tập đoàn Long Thành lớn mạnh và quyền lực. Bạch Chiến toát mồ hôi nghe anh nói. Là người đứng đầu phụ trách tài chính, đây là cách ngươi dạy dỗ cấp dưới của mình, để hắn thông đồng với Lý Gia, ngươi cảm thấy mình đã sống đủ sao? Dám nói chuyện với Bạch gia chủ như thế này, tôi nghĩ anh nên lo lắng cho tuổi thọ của mình thì đúng hơn. Đúng vậy Bạch gia chủ, ngài có thấy không? Kẻ thua cuộc đó không chỉ giả làm Long Điện chủ để lừa gạt người khác mà còn dám nói chuyện với người như thế này, quả thực là không tôn trọng người. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Không dám, không dám. Đấu thầu ở đâu? Để tôi xem. Hắn ta sượng chân nhìn Bạch Chiến. Đấu thầu cho dự án này. Lý Gia thậm chí còn không có giá thầu cho dự án muốn nhận hoa hồng nông thôn của tôi. Hai cha con Lý Gia nhìn nhau, Tô Diễn nói nhỏ với Lâm Y Nhiên lấy ra hợp đồng đấu thầu của Lâm Gia. Cô ấy hiểu ý lập tức lấy hợp đồng đấu thầu đưa cho Bạch Chiến. Ông ấy cầm lấy xem qua. Hai cha con Lý Gia đá mắt với nhau nhưng hết cách, ông ta ỷ y nên không chuẩn bị. Bạch gia chủ, người đừng nghe người khác nói bậy. Đây có phải hợp đồng đấu thầu của Lâm Gia không? Phải. Rõ ràng họ có lợi thế và có đủ tư cách hơn để thắng cuộc đấu thầu này. Trên đó viết rất rõ ràng. Mặt khác, Lý Gia mà ngươi ủng hộ ngay cả giấy đấu giá cũng không có. Tối nay làm sao bọn họ có được giá thầu? Bạch gia chủ, người nghe tôi giải thích. Mã Kiến Trương, nếu ngươi còn tiếp tục không để ý đến câu nói này, ta không ngại cho ngươi nếm thử trừng phạt Long Điện của chúng ta. Không phải ngài Bạch không, chính là tôi quá tham lợi nên đã phạm sai lầm lớn. Ngài, xin hãy tha mạng cho tôi, tha mạng cho tôi. Nói nhảm, ngươi đi xuống nói với Diêm Vương, người đâu lôi hắn ta xuống. Mã Kiến Trương la hét chống cự nhưng vô ích. Hai cha con Lý Gia thấy Bạch Chiến nhìn tới, hoảng sợ quỳ xuống. Bạch gia chủ, ngài không được nghe những lời vô nghĩa của tên khốn này, chúng tôi không biết gì về việc này, không biết gì sao, ngày hôm nay, nếu không phải cảm ơn anh chàng đẹp trai này, nếu không chẳng phải sẽ khiến tất cả những đối tác có năng lực của tập đoàn Long Thành cảm thấy lạnh sống lưng sao. Tôi thông báo rằng Lâm Y Nhiên sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về dự án này của tập đoàn Long Thành của chúng tôi. Chuyện gì vậy? Cô Lâm, cô có sẵn lòng không? Cô nhìn anh một cái. Nguyện ý, tôi tin rằng cô có khả năng này, hợp tác vui vẻ. Bạch Chiến nhớ ra gì đó lấy ra một bao thư. Đây là thất tử thiệp tham dự tiệc Long Phụng ở Long Điện của chúng tôi cũng không cần giải thích sự cao quý của nó, liền đưa cho cô. Những gì đang xảy ra ngày hôm nay, tập đoàn Long Thành của tôi xin lỗi cô Lâm. Cảm ơn ông Bạch. Bạch Chiến xoay lại nhìn hai cha con Lý Gia. Tập đoàn Long Thành của chúng tôi và thậm chí tất cả các công ty mà tập đoàn Long Thành hợp tác sẽ chặn hoàn toàn ngành công nghiệp của nhà họ Lý bằng sức mạnh của tập đoàn Long Thành của chúng tôi. Hai cha con Lý Gia thẫn thờ nhìn kết cục Lý Gia. Cảnh tiếp theo, Tô Diễn xuất hiện tại buổi ăn thân mật của nhà họ Lý. Tên phế vật này tới đây làm gì? Sao bà lại nói thế? Tiểu Tô là tôi mời tới, lại đây nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Cảm ơn ông. Tiểu Tô, ta giới thiệu với ngươi, đây là con trai của chú ngươi. Tô Diễn đứng dậy lễ phép chào hỏi nhưng bị ngó lơ, anh cũng không để ý. Anh định gắp hắn ta chặn đũa, anh liền đánh rót đũa hắn, tay run lẩy bẩy nhìn anh. Tô Diễn không để ý gắp đồ ăn như bình thường. Chủ nhân Long Điện sẽ tổ chức yến tiệc Long Phụng vào sáng sớm ngày mốt, hắn ta đã từng tự nhận mình là Long Điện chủ. Nếu lời này truyền đến tai ngài ấy, e rằng cả nhà chúng ta cũng sẽ giống như cá nằm trên thớt chờ hành quyết. Tiểu Tô có thật vậy không? Ông nội đừng lo, buổi tiệc này tổ chức vì tôi. Sẵn đây tôi có mang theo tấm thiệp Long Phụng Yến tiệc cho ông. Ông nội Lý Cầm xem vui mừng khoe với hắn ta. Vì sao tấm thiệp lại khác với những gì Lý gia nắm giữ? Quả nhiên là muốn làm trò hề cho người khác. Được thôi, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiệp mời thật sự. Hắn ta ra hiệu cho người đem đến một tấm thiệp có màu trắng. Đây mới là thiệp thật sự của Long Phụng Tiệc, còn của hắn sao tất nhiên chỉ có thể là giả. Ngươi có biết thứ gì ngươi vừa xé thành từng mảnh không? Đây là cấp độ cao nhất trong tiệc Long Phụng, đặc biệt là một trong 5 lời mời rồng và phượng duy nhất. Này, tôi phát hiện ra rằng anh không chỉ phế vật còn thích lớn tiếng, IQ của anh không đủ. Chỉ nghe nói thiệp mời chéo ngược y vàng bạc, đây là cái gì? Có thể nhận được thiệp mời bạc tới dự tiệc rồng phượng, chứng tỏ người đó là người giàu có hoặc cao quý ở Lâm Thành. Tôi đứng sau Huyền Vũ tướng quân nên mới có cái này. Còn vàng thì chỉ có các trưởng lão trong hội trường và các chức sắc hàng đầu thế giới mới có thể có. Đúng là kém hiểu biết. Hắn ta tức giận muốn đánh người. Ngươi đừng kích động. Chị Thanh, chị tránh ra, hôm nay tôi phải dạy hắn ta bài học. Đủ rồi, Tô Diễn, tôi có chuyện muốn nói với anh ra ngoài đi. Chiếc vòng ngọc của mẹ anh tôi đã sửa chữa, nếu không thể tha thứ cho tôi thì hãy lấy lại chiếc vòng ngọc này, nếu có thể tha thứ thì hãy đưa tôi lần nữa. Tô Diễn mềm lòng, đeo lại lên tay cho cô. Hai người làm lành với nhau. Tô Diễn, tôi xin lỗi, sau này tôi nhất định sẽ tin những gì anh nói. Vài ngày sau, tại buổi tiệc Long Phụng, Hạ Ngọc Thanh mặc đồ cưới khoác tay Tô Diễn đi vào. Biến khỏi đây đi, đồ khốn, đừng làm liên lụy đến Hạ gia chúng ta. Ta đã nhờ người tổ chức yến tiệc Long Phương, tại sao phải ra ngoài? Tô Diễn, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi còn giả vờ làm chủ nhân ở đây, ngươi cho rằng ta là đồ ngu sao? Hừ, bà Lâm đồng ý cho con gái mình đến cùng hắn, xem ra Hạ gia không đáng tin cậy. Không, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Ngọc Thanh, tôi đi thay quần áo trước, em đợi tôi ở đây, đừng cãi nhau với bọn họ. Ngọc Thanh, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao cô lại mặc cái này? Cô nói đúng, anh ấy vẫn tin tưởng chắc chắn rằng mình là chủ nhân của Long Điện. Anh ấy cũng nói rằng bữa tiệc Long Phung này là do anh ấy chuẩn bị. Vòng ngọc này anh ấy đeo lại cho tôi sẽ lại là vợ anh ấy. Vậy thì tôi không thể làm phù dâu cho cô được. Ngọc Thanh, điều này có thực sự xứng đáng với cô không? Trải qua nhiều chuyện như vậy, cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng có những thứ không đáng, chỉ cần không hối hận là được. Cô ấy cũng vui mừng cho Ngọc Thanh. Lúc này, Bạch Chiến và Huyền Vũ cùng xuất hiện. Nhà họ Lý các anh thật dũng cảm, dám đến đây mà không cần xem hôm nay là ngày gì. Lý Thượng nghe lời ông ấy suy nghĩ nát óc cũng không hiểu. Hãy để tôi khuyên anh, nếu anh dám gây rắc rối ở đây, tôi sẽ không bao giờ tha cho anh. Bạch gia chủ, ông sợ sau này người khác sẽ gây rắc rối phải không? Hôm qua, chồng cũ của chị họ tôi không chỉ giả mạo thiệp mời dự tiệc Long Phụng trong bữa tiệc gia đình mà còn nói lung tung rằng tiệc Long Phụng hôm nay là do anh ta sắp xếp. Đây không phải là chuyện nhỏ, ngươi có gì làm bằng chứng không ca? Có, tất nhiên là có, nhìn này, hắn đã giả mạo lời mời dự tiệc Long Phụng. Huyền Vũ cầm lấy cùng Bạch Chiến xem xét, lửa giận trong người hắn đang sôi sùng sục. Hạ Thần, đúng là ngươi xé thiệp mời này. Không sai, là tôi xé đi. Hỗn xược, đây là thiệp mời Long Phụng chân quý nhất, chỉ có 5 cái, người cầm là người thân cận nhất với Long chủ điện, sao ngươi dám xé nó? Không, điều đó là không thể. Bạch Hổ đại nhân tướng quân của Long Điện giá đáo. Tất cả đều quỳ xuống hành lễ với cô ấy. Bà Hạ nhận ra Huyền Vũ là người bên cạnh của Tô Diễn, ông Hạ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. 4 tướng quân cận vệ xếp thành hàng ngang. Cung nghênh Long Điện chủ đại nhân. Tô Diễn đã thay đồ xong, xuất hiện dưới sự cung kính hành lễ của đám người này, từng bước đi đến chỗ của Hạ Ngọc Thanh, đến trước mặt cô anh đưa tay ra. Ngọc Thanh, em còn chờ gì nữa? Bái kiến Long Điện phu nhân. Hạ Ngọc Thanh đặt tay lên tay anh dắt cô từng bước đi lên. Tô Diễn. Ngọc Thanh, chẳng phải tôi đã nói với em rằng hôm nay tôi muốn tạo cho em một điều bất ngờ và tôi muốn làm cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Hai người thâm tình nhìn nhau. Tứ đại Long Điện đâu? Có thuộc hạ. Thuộc hạ Huyền Thiên mừng đại hôn của Long chủ, một ngọn đảo lớn nhất thế để làm quà tặng cho phu nhân. Thuộc hạ Bách Chiến đã bỏ ra 20 tỷ để mua viên kim cương đắt nhất thế giới và đưa nó cho Long Điện phu nhân. Bạch Hổ thành lập đồn biên giới dài 50.000 km ở Kyushu với tổng cộng 300.000 đồn. thuộc hạ Huyền Vũ tặng phu nhân bản đồ biên giới sông núi lớn ở Đại Hạ. Chúc phu nhân và Long Điện chủ trăm năm hạnh phúc. Tiệc Long Phụng hôm nay là ngày cưới của vợ chồng tôi, nói chính xác là ngày tái hôn. 3 năm qua, tôi và cô ấy thân thiết như một người bình thường, giữa chúng tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cũng có hiểu lầm và ấm áp, nhưng kết quả cuối cùng lại rất tốt, tôi đãi các bạn một bữa tiệc hôm nay. Tôi cũng có một số vấn đề cũ cần giải quyết với một số người. Gia chủ nhà họ Hạ. Ông ấy nghe gọi tên liền đi ra. 3 năm trước, tôi một mình chiến đấu chống lại 10 cao thủ hàng đầu của Vương quốc Mông. Khi tôi tiêu diệt tất cả bọn họ, tôi cũng bị họ đánh lén, vì vậy tôi bị thương nặng và ngã xuống vào tình trạng hôn mê. Chính ông là người đã phát hiện ra danh tính đứa trẻ mồ côi của tôi, chống lại mọi sự phản đối và làm rõ điều đó cho tôi. 3 năm qua, ta dựa vào đó, sau này sẽ bảo vệ các con của ông thật tốt. Hạ Gia, Hạ Thành. Vốn là người đơn giản nhưng lại quá dịu dàng và quyết đoán. 3 năm qua tuy rằng ngươi không làm khó người khác nhưng vợ con ngươi lại quá kiêu ngạo, ngươi nên đi xuống trước. Từng người lo sợ bị gọi tên. Bà Hạ, Hạ Tiên, Hạ Thần, Hạ Thời. Các người vừa rồi liên tục làm nhục tôi, bà Hạ vừa coi Hạ Ngọc Thanh Nhu một món hàng vì bà là người thân của Ngọc Thanh. Ta bỏ ngươi ở biên giới, ngươi chỉ có thể ăn xin kiếm sống, 10 năm sau mới có thể trở lại Lâm Thành. Về phần ngươi, Hạ Thần, với tư cách là thành viên của Huyền Vũ Điện, ngươi đã chống lại mệnh lệnh của chủ nhân Long Điện, bãi bỏ chức vụ theo quy định của cung điện, đuổi khỏi Long Điện. Bọn họ bị thuộc hạ lôi xuống. Người may mắn được gọi tên tiếp theo là Lý Gia. Lý Thượng bị phán án tử, một câu ngắn gọn khiến hắn sợ hãi van xin nhưng vô ích bị binh lính lôi đi. Lâm Gia, Lâm Y Nhiên. Bà nội Lâm đã già rồi, sau này cô kế thừa gia tộc Lâm, toàn quyền sẽ do Lâm Y Nhiên phụ trách. Còn bà Lâm sẽ được đưa vào viện trưởng lão, bà ta run rẩy muốn xin nhưng bị lôi xuống. Người tiếp theo là bạn thân của Hạ Ngọc Thanh, cô muốn quỳ nhưng anh ngăn cản, cô nói tôi đang ảo tưởng. Tôi không biết cô là Long Điện chủ, tôi đáng chết, xin ngài trừng phạt. Vậy tôi sẽ trừng phạt cô làm phù dâu cho Ngọc Thanh. Cô ấy vui mừng đi thay đồ. Anh cầm lấy tay cô. Tôi trừng phạt gia đình em ăn xin thì em sẽ không trách tôi đâu, phải không? Nhưng làm sao anh biết Tiểu Tuyết nói với tôi cái gì? Em quên thân phận của tôi à? Tôi là Long Điện chủ. Vô luận anh là ai, chéo ngược em đều là phu quân Tô Diễn của tôi. Hai người hạnh phúc em lấy nhau. Hôm sau, Lâm Y Nhiên tới tập đoàn Hạ Gia thấy anh vẫn làm bảo vệ. Anh có biết anh ấy là ai không? Anh ta không phải chỉ là nhân viên bảo vệ thôi sao? Anh ấy là người gần như đã trở thành chồng tôi hồi đó. Cô Linh, xin đừng đùa nữa, cô bây giờ là nữ hoàng của thế giới kinh doanh Đại Hạ. Lâm Y Nhiên bật cười nhớ lại chuyện cũ. Lúc này Hạ Ngọc Thanh đi ra. Chồng ơi, tối nay anh muốn ăn gì? Thú vui của những người yêu nhau, anh vẫn tình nguyện làm người bảo vệ cho cô. Hai người sống hạnh phúc như những cặp vợ chồng khác.